bầu trời New York xin chào cả nhà. Đại gia đình anh chị em và các cháu. Một ngày mới tươi đẹp. Một ngày mới an lành. Gia đình hạnh phúc. Chú Bốn ơi cho nhỏ chút rồi. Mà cho ngày mới an lành, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Làm việc gì cũng thành công thịnh lợi hết. Giờ nào mình có hai gỗ gao thấy rồi ha. Bây giờ mình đi cho cả nhà xem mình gì mình muốn trồng bẹo xuống là không được nè. Đây là dĩa dĩa tép, cái này tôm nhỏ thôi, tại vì mình tính làm bún gỏi già thì không có mua tôm lớn luôn á. Giờ bữa nay làm ấy để còn hai quay chút xíu này Dũng mới làm xong. Đó, nhà xem em. Này. Này cũng có thể tập teo được. Này dễ tép. Mình luộc chỉ đó. Rửa thí dụ bắt cái chảo lên rồi cái mình trước kia cái mình rửa nước nha, rửa nước rồi xong rồi. Mình mở cái gỗ mình rửa nước rồi cái này vừa rửa nó xả nước xong rồi mình nó khỏi ướt á, thả vô cái chảo, đậy nắp lại liền. Đó vậy đó. Cái này mình luộc này phải bỏ gừng đó. Ở trong nước súp đó các bạn có bỏ gừng á, bạn ăn xả nó bỏ gừng vô nó không có hết tanh á. Cảm ơn này cái tâm neo được cái dễ thật rồi. Cái nó sâu lên cái mình sơn cái mình để nắp lại sôi cái nữa cái bếp nó cầm là nó chín đó, vậy đó. Đây là dĩa bánh hỏi làm cấp tốc ba cái tre hồi nãy mình có đưa coi đó. Bắt nồi nước sôi lên cái bỏ bánh hỏi vô, bánh hỏi vô chừng phút rưỡi mình cho nó tới 2 phút thì ở đây ngoài này mình cho một thau nước lạnh thiệt là lớn, cái mình sôi đều cái mình thả vô, thả qua cũng như sôi đều xong mình đổ ra gỗ rồi cái mình thả, đổ ra gỗ xong rồi cái mình mới thả vô cái thau nước lạnh trong vòng cũng 2 phút thì nó 1 phút rưỡi chứ mình cho tới 2 phút. Này nó ngấm chưa ngọt cũng mình lặn 5-6 giờ đó. Mà ở Mỹ này mình cũng có dưa leo rồi ăn ngon lành nè cả nhà. Đây là cái đùi gà. Đùi gà có đùi vịt có nè. Nước mắm gừng ăn dâu cho. Đấy. Với cháo còn một gan. Nước mắm gừng nè, làm cũng ngon lắm. Nước mắm gừng nè, dâu. Nó hay cũng khéo tay. Còn dâu nào cũng mặn được, khéo tay hết cho mỗi đứa. Một con đứa một sở trường. Một thứ thành ra mình vậy đó. Nè uống bia nè, không phải sợ không gà uống gần thùng rồi đấy, không hết rồi. Nói cho anh gái hay nó mua cái mới ra. Còn cái này là nước tắc nha, nước tắc khi xin uống miếng nè. Còn này là bia uống phải sợ. Còn đây là hãng quả nguồn trái như nãy á, trái có đồng ở bên này 99 sang nhân đồng, để bữa nào mua 10 trái chắc cho được đem trái cái bỏ vô nồi nấu. Mình thì để nồi rau cúc, bỏ nồi kia cũng được, nó ra hỏi học khỏi bao đường chưa, nước nó ngọt. Nhớ là rửa trái thịt bóng rồi tới chừng mà mình bỏ vô nồi nấu á, bóp nó bể cái nó ở trong đó sắp sổ, tất nhiên là nó ngon, còn mà cứng nhắc nó không ngon. Đó, vậy đó, mình có tình cũng như là làm qua bởi vì bao nhiêu năm rồi mà qua đây hồi lúc ở Việt Nam thì má làm, qua đây thì mình làm cũng 28 năm rồi. Hồi nãy có nói với mấy em dâu rồi với dâu rồi đó, nói qua đây là ngàn qua đó không có theo trùng hợp cái ngày 23 tháng 3 năm 1993, hôm qua thì 23 tháng 3 2011, tức là 28 năm mình sang đây là 28 năm. Lúc đó Bình Dương có 3 tuổi, bây giờ 31 tuổi rồi. Mấy anh sinh nhật bữa hổm mà mình quên đi. Ở nhà dưới này nấu là ăn mệt quá, cái Dũng ấy ấm rồi đi Bình Dương đi tỷ không? Thế mình á, tỷ là cái em trai vậy, bé trai vậy đó. Nó thôi tỉnh đi chơi, thôi bữa khác đi, mệt quá. Giờ đâu tới tối đợi nó nói sinh nhật. Trời ơi, mấy gọi điện thoại chúc mừng con hết trời, mấy ấm quên. Mấy đi đẳng quay đi cái sinh nhật của nó ở nhà bạn gái. Gái như vợ sắp cưới rồi, tại vợ bên vợ, tại vì mùa này đâu có cho đám cưới đâu, phải cho đám cưới mà cũng làm đám cưới mới được. Bên trọng chị Sáu cũng có con đứa,
dặm đi liên nó cũng vậy đó, cũng chưa làm cưới gì hết. Tại vì mùa dịch này đâu có chịu cho làm cưới đâu. Thành ra bà chờ như dốt như là ước mong á, cũng như cả nhà đó. Ví dụ như mình làm mà YouTube này mà có cái gì mà hơi sơ xuất chứ, thì mong cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu thông cảm nha. Tại vì mình cũng hơi lớn tuổi, ưa quên đó. Nhiều khi làm này hồi mà mệt quá tôi cũng quên đó. Ví dụ nhiều cái như làm ăn mặc hay là lại này nọ kia vậy đó, nhiều khi nó cũng trên đợt mình đâu có hay, ông không hay. Thành ra nhiều khi vậy đó, có cái gì thì cũng như thông cảm mình nha, tại vì mình không có muốn cũng như để sơ xuất, nhưng mà nó ngoại muốn mình không hay, bị mệt quá lo mần không à, vì mình liên tục cái này qua cái kia qua nọ vậy đó. Khi bữa nay cũng làm mà nó mình vậy đó, mình bữa nào mình hết buổi đó, 3 tiếng hồ chưa trả lời các cháu vào trong phone đó, bị làm bún nước lèo á. Thành ra mình hồi sáng này thì không bỏ mình có đi mua ha, có mấy bụi vừa cải mà tại vì nó không có cắt bỏ cái lá đó, mình mua có 2 bụi bự à. Thành ra mình mới làm cái keo nãy á, để 29 không mua thêm thì mình làm cái nước thêm rồi mình để vô rồi mình làm tiếp vậy á, rồi mình ăn nước nhì nữa. Cái này cho nhiều, cho nhiều. Ví dụ kể đi, ví dụ những anh chị không có rảnh làm, bà con rảnh làm thì mình có rảnh thì mình làm, mình làm cho bà con ăn. Đó. Mình thay vì mình đi chùa, nhà mình không có phương tiện đi chùa với ai nữa, mình ăn chay không nổi, thành ra mình làm việc nghĩa. Vậy đó. Đi đó thì có cái ý tưởng gì đó. Chút xíu rồi mình ăn. Bây giờ để mình hầu chuyện đi nha. Bởi vì mình mệt quá ăn cũng vô nữa. Lần nào cũng vậy cho nó làm xong rồi cái đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi cái như là nghỉ khỏe một chút xíu, hay là lại ghế massage chút rồi mới lại tối nay mới ăn mới ngon. Thì hồi nãy có ăn xã cũng qua pha không đi cà phê nữa, uống cái này mình không có tiền cà phê, nhưng mà ông xã thì làm cái nước nhất kẹo lắm, rồi mình nói thôi cho mình nước nhị đi. Nghĩ hôm nào thích uống thì nói ông xã là ông pha. Nó nói bữa nay chắc mình không có ăn gì bị bằng mệt vậy đó. Trời ơi, cái nhà thấy không, cái này đã không có thua bánh hỏi Vũng Thôn đó, cái nhà không có thua, không có thua bánh hỏi Vũng Thôn đó. Rồi thịt luộc như mềm mà nó thơm lắm kìa, tại vì bỏ gừng á, nhớ nha, mà nấu nước súp cũng nhớ bỏ gừng, nhớ nè, thật là ngon. Rồi một lát hai dĩa bánh hỏi à, tôm thì nãy Tú Anh ăn rồi, hai mẹ con ăn cũng cỡ nhiều vậy nè, nè cỡ như nè đó, hai mẹ con ăn gạo rồi đó. Còn cái này mình làm cái này hơi nạt này, ông xã thì Dũng thì thích ăn ba gọi, mình ông xã thì thích ăn hơi nạt, mình làm riêng cho ông xã nói ngon. Lần nữa cho cả nhà xem mấy người kia ba gọi. Còn một thầy cháu chẳng đi ra quận, mình muốn làm cho thấy hết trơn vậy nè, mà mình không biết úp làm sao làm được. Thành ra bây giờ tạm thời là bà trời nó góp cũng như đưa cho coi vậy thôi đó, đưa cho cả nhà xem đó. Vậy ha. Giờ cũng như 20 mấy năm mà bầu trời nó góp sang tới Mỹ này, tới New York, thành phố New York này là 28 năm, thì vợ chồng cũng làm đủ mặn ăn này nọ rồi. Ông xã thì đi làm, mình nhà chăm 5 đứa con, được phụ thêm chút ít việc khác vậy đó. Cái đàn ông cái đăng thì đàn bà cái đó, đó tội nghiệp ổng ra đây mần cực á, mưa gió giờ cũng đi mần, mà vợ 5 con mà mấy chục năm xã ở nhà mình rất là cảm động, tại vì vì thương mình mà phải chịu cực khổ vậy. Bây giờ trong cho hết dịch á, thiết yếu hồi chuyến gọi rồi nói ổng về chị Việt Nam, và chuyến này Việt Nam là bay qua Úc rồi đó, chuyến gọi đó, nếu mà được Việt Nam là bay qua Úc với Đài Loan, ông xã chưa đi, Hồng Kông chưa đi nè, với chỗ mà Hương Nguyên quán á, ông nói mình làm cái hộ chiếu sẵn hết trơn rồi, thì cái cánh là mình Canada 2 người, cánh ông Tây Đức 2 người, nó tên là hợp lợi đó, đi đó mà bị đụng cái gì nên dẫn ông xã đi cho đủ chỗ. Hôm đó đi Âu Châu á, cả nhà biết làm sao không,
trời, nãy bỏ mình kể đi qua tới anh vậy ha. Anh rồi cái mình qua cái qua con sông lớn á, mình cứ nói sơ sơ những anh chị chưa nghe thì mình nói lại xíu nha. Mình ở đây từ Mỹ này mình bay qua tới anh. Anh cái ông xã chạy máy bay nó thôi giờ ghế máy bay bỏ tụi nó không được phải giữ. Trời thôi nó không bỏ rồi nó hỏi vô ăn khó lắm á. Nó hỏi mày từ đâu đến gì? Ở đâu tới? Mình nói New York, New York bằng chứng đâu, mình phải có vé máy bay nó mới chịu. Nó mới cho nhập cảnh. Hồi đó mà ông xã mà bị bỏ mà cũng như người vợ mà không biết đó. Bỏ một cái là tiêu rồi khỏi vô. Rồi cái ở đó người ta đợi như là có cái tour đó. Mình mua tour đó là mình bởi vì mình muốn đi người Việt anh mình mới mua tour ở Cali. Ở đây thì người Tàu mình không muốn, mình không mua từ Cali. Thành ra mạnh ai nấy bay như là các nơi, các tiểu bang như Utah Long Thủy nè, Utah Cali có taxi, có ở San Fran, có ở đâu Úc Châu cũng có nữa, nhiều lắm, nhiều chỗ. Từ đó mạnh ai nấy bay qua anh quá thì trời ơi, người ta cái phi trường cứng ngắc luôn, đi vòng vòng như con rắn, như là nhện vậy đó, ví dụ như giống như là tự giống như là cái độ mũi như sao nó vậy ra mà đi nó dài dẹp ngày giờ hành đi nhật. Trời ơi, biết bao lâu mới tới chỗ á, người đăng ký, người mà ta đợi mình rồi xong rồi là mới không muốn xé rồi chứ mấy không biết là dẫn đi ăn hay không biết, hay là đi đợi chỗ hoàng gia thì mình lợi đó. Nước Anh là hoàng tử Harry đó, hoàng tử mà con của đại đá nà đó, cái người nhỏ đó là mới có đám cưới mấy con tật nè, cưới cái cô mà bên Mỹ nè đóng phim đó mà có đứa con rồi đó, có đợi chồng mới có con lên nè đó. Thì nhà treo đồ lên hình ảnh, không phải mấy người nó phải lợi số một tuần đó là dự đám cưới đó. Rồi lại Phú Tàu ở chỗ bên Anh nữa, có lợi chỗ đó nữa là khu Phú Tàu nữa. Mà đi ở đâu Phú Tàu không lớn mà Phú Tàu đi dốt, đi dốt lớn nhất rồi. Đi la của ông bạn Săn Phan mình có đi rồi, con bạn đó con bạn Phú Tàu thì lớn thôi, dốt lớn cũng chung gần quay nhiều chỗ chưa. Cái cả nhà biết sao cái qua đó rồi xong rồi ở đó hai bữa thì đổi tiền Anh đó, thì đổi có 60 rồi, $100 đổi có 65 tiền Anh đó. Rồi ở đây xong rồi hai bữa rồi mới đi qua bên từ đó mới đi xe bus, tại vì ở đó nó đậu mình mới bay qua đây rồi, bây giờ chính nước Âu Châu nó liền với nhau cho đi xe bus. Cái đi qua mà nhờ bác hổng mới nói đó là từ Anh mà qua bên Bỉ nó bị gì Pháp đi, Bỉ nó sát nhau mà lúc mình cái tàu cập bến là Bỉ đẹp cái lắm, mình có chụp hình nhiều cái lắm, để hôm nào mình có thấy hình mình phớt lên như là đưa cho cả nhà xem. Trời ơi, phong cảnh đẹp quá trời đẹp luôn, quá đẹp, cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Thì qua tới đó thì ta mới kể nó hồi xưa Pháp bắn cái súng với Anh quá, nó Pháp với Anh đánh nhau nó thục súng cạnh nóng đó, nó đã nói vậy. Cái xong rồi cái qua đó rồi lên Bỉ chơi Bỉ rồi cũng vòng vòng như in là Bỉ rồi qua bên đấy hồi kim đêm nhà chính nước Âu Châu đó, cả nhà đi nhớ đem cái sổ theo nha, ghi cũng như là tôi gai nói làm sao mình phải ghi vô, không ghi nhớ không hết, nhớ không hết đó, mình nhớ vòng 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 đó rồi Bỉ rồi Pháp là đi chót hải đó. Pháp là từ Pháp là chót hải à, tại vì Bỉ rồi đi qua bên Ý hay là gì đó. Rồi Áo, trời ơi, nước Áo hả, hùng vĩ lắm, núi, trời ơi, núi khủng khiếp, núi quá trời luôn, đẹp dữ lắm mà đều, lái xe thấy ghê lắm. Hồi lái qua hút rồi, cái tài xế nó hỏi chứ, nãy giờ mày sợ không? Băng ngoèo mà sâu hút ở dưới á, mà sau này mới biết mà đi tới Pháp đó, sau này có những chốt đó. Cái thằng tài xế nó bị đau tim ở chỗ mà cung điện vua Na bò lỡ ông gì 14, 16 gì đó. Trời ơi, bữa đó hết hồn gì á. Ở đó mấy tiếng hồ luôn, nó bị đau tim đó. Trời ơi, nó chạy mấy cái đó đau tim chắc chết rồi. Nó đổi con tài xế từ Anh qua rồi đó, qua đó cái ông tour guide nó cho anh chồng đó. Chồng nó người Pháp á, lái chờ ta 8 nước nữa. Nó 8 nước, đi mỗi chỗ hả? Mình ăn đồ ăn, mấy chị không chịu ăn. Không chịu ăn cái đem mì thôi ăn vài quá sao mà không ăn. Nên, trời ơi, đi mình lâu lâu mới đi nè, đứa nước nào thì mình ăn mấy món đó, nhất là bánh Ý nè, là Ý là ăn chó gọi là chết à. Thì Hà Lan á, mình có chụp hình Hà Lan đó, hai chồng mình chụp hình Hà Lan đó, mặc đồ Hà Lan hai chồng á, đẹp lắm. Rồi
Ý nè, rồi mình có lại dở mà Đức Giáo Hoàng ha, cái nước nhỏ nhất á, kêu hoàng nhà gì mới đây quên nè, cái nước mà nhỏ nhất ở Âu Châu, cái bên ấy trong nằm trong cái lọn lọn ấy đó, dở mà Đức Giáo Hoàng á. Rồi những khác này tắt được rồi đó, khác rồi đó, cái tắt đi coi. Chị khác là cái gì đó tốt rồi đó. Vậy đẹp lắm hả? Vậy đó, đem ra quay. Đó vậy đó, rồi mới nói trời ơi sao mà đi ăn á, tụi chỗ Ý ăn mì á, mì Ý mà mì đen, mì đen nó giống như là ở Việt Nam mình nó kêu lá mơ đó. Hồi xưa hồi nhỏ mình thì nó là ăn ăn bánh lá thú địch á, thú địch á là lá mơ đó, bây giờ nó kêu lá mơ đó là thú địch á. Nó là màu đen vậy đó, ăn trời ơi, ông này ông cười quá trời, cả mình ông cười quá trời, mấy người đó cười nhăn gan kia, nói sao mà dám ăn vậy chứ, qua tới đó mình mới ăn chứ, ăn cái những cái món mà nè con đẩy đây được nè, nè ra cái đâu đó, cái em đưa cái máy qua coi cho siêu à. Mình để ngay đó đây, rồi em đưa cái máy qua cho cả nhà xem con miếng này ngọt quá, từ từ á, cái gì không cái hay mình ngưng chút xíu rồi mình này cho cả nhà xem con trai mình mới làm cái heo quay vừa xong nè, lát nguội rồi nó mới chặt ra mình. Trước khi ăn cũng mời ông bà nội. Nè cả nhà xem, tại vì mình không có trả lại nó cầm mà trả lại cái máy, không biết thấy rõ không nữa. Nè cả nhà xem nha. Nè. Nè, nó cũng hơi vàng, nó bà gọi nè. Tại vì mình không có chở cái máy, nó cầm nó gáp nó nhặn nè. Cả nhà ơi, lệ thuộc con nó, mình không có làm được cho con cháu, nó không rảnh thì nó không có thấy gáp nè, vậy đi nha. Cả nhà xem nha, thấy ở ngoài nó vàng, ở trong cháu nó hơi đen. Ok. Ok, vậy để lại cái máy lại y cũ. Cái kể đang kể nữa chị. Câu chuyện. Cả nhà thấy là rau xanh và ngon mà. Thấy rau xanh này. Vì cái miếng rau xanh này ở Mỹ này ăn dĩa rau á. Cái rau người ta kêu bằng xà lách á, người ta kêu bằng xà lách. Ở đó mười mấy năm trước đó, mình biết á, ở Mạnh Hà Tành á, mình đi mua bán á, 6.50 á, hồi xưa á, mười mấy năm rồi, 6.50 á, mà trong khi tô phở có cũng 6.50 à lúc đó, bây giờ tô phở 12 đồng rồi, 10 đồng với 12 đồng ở bên dưới này. Cái cả nhà biết sao, chị chỉ nó hồi nó xuất khẩu bị đau tim, bữa đó, trời ơi, ở tại cái tòa, cái cung điện, cái vua đó, mấy, 5-6 tiếng đồng hồ, trời ơi, phơi tới gió, nên mua hát luôn á. Tôi lợi rồi mới dẫn đi ăn thôi, chứ không có đi qua bên đấy. Qua đi xuống sông Sen á, không có đi ban đêm mà đi ban ngày, dòng sông Sen á ba đi. Cái đó là chót. Tại vì mày đi Đức á, lại mấy cái lâu đài, nó lâu đài trắng á, là của con, lâu đài vàng là người cha vậy đó, nơi hoàng tử thì không biết, đi đủ chỗ hết trơn á. Cái thì mình mua vé đó thì mua tour, nhưng mà tới Pháp là về đó, 17 bữa. Anh là 17, 25 mình quên rồi. Chắc 17 ngày quá à, 17, 18 á. Mình thì ở tới hai mấy bữa, tại vì mình thay vì Pháp mình về, mình không về. Mình trở qua Đức lần nữa, nằm thăm em, cô cậu mình, tức là Lâm Diệu Trinh với là chị của Lâm Diệu Phụng á. Nặng mà mình lại thăm, tại vì ông này hai người cột kèo cô cậu mà không biết mặt nhau. Ở lúc mình đám cưới rồi có dẫn vào bển thì có gặp Diệu Trinh chứ không gặp chồng, tại vì chồng đi giao nước đá đâu không có nhà đó. Rồi tới giờ bây giờ người nào cũng có cháu nội hết mới gặp lại đó đó. Rồi cái xong rồi nó mới ở lại một tuần lễ mới gặp Lâm Triền Long rồi, mà lúc đó quên cái vụ mà em chế sen phải biết thì ở đó thì mình biết rồi, mình nghĩ là Lâm Triền Long chứ không quen vậy đâu, cái sen về nói là đi quen nữa đó, mình phải biết mình lại thăm lần ở bên Tây Đức. Thành ra mình đi đủ ăn, trời ơi ta nói ăn mình cứ hình vậy, ăn miệng đen đen, ông này cũng cười quá trời, ai cũng dòm mình chưa, nên sao mình ăn, trời ơi đi xứ đó mình ăn mình phải ăn cái mì Ý mà bên Ý này làm ngon lắm, rồi bánh cũng vậy nó thơm lắm kìa,
Rồi mình ăn những cái loại bánh đi tới đâu mà ăn những cái loại nó thông thốt luôn. Mấy chị cũng chịu ăn. Nói này cứ ăn mì hoài. Tôi nói trời ơi, muốn đồ Việt Nam, tới Việt Nam mình ăn thiếu gì. Lâu lâu mình mới qua tới đây. Nói, xin lỗi mấy chị, mình lâu lâu theo ý của mình là vậy. Mình đi tới đây rồi mình thấy ăn đồ của ở đây. Đó. Chứ mình đồ ở Việt Nam mình ăn hoài. Đó. Vậy đó, mình nói vậy thôi vậy. Mấy chị cười. Thì chị nói, hồi đi là Hàn Quốc vậy giống nhà lấy mì theo không ạ? Chị thấy hôm đó đi Nhật cũng vậy. Nó ngay la nà thích ăn cá xé mạnh. Nó ngay đồ đồ Mỹ đồ mình đồ gì mình ăn cũng được hết á. Vậy mình đói là phải ăn được à. Khi nào Mỹ đồ Mỹ vậy đói là mình ăn được. Mình no ta thấy giận thì mất khôn mà no thì mất ngon. Má mình ngày xưa nói với ông bà mình đưa nói coi đó. Mình ra mình ăn. Trời ơi đi hả? Mỗi nước hai đêm ở hai đêm đó, ba ngày hai đêm nước này qua nước kia bị nó liền á. Nó ngay không có trình hộ chiếu gì chưa, nó chỉ có vô Anh Quốc là trình thôi, nhập thẳng mà màu nó hên thằng xã không sợ ghi mình cục bỏ nó ném đi bay mình chịu nó thôi để đi để đây đi dụng chi mà hên trời qua bển hỏi mày từ đâu tới nó tao từ New York để góp mày tao bằng chính cớ là mày New York mới đưa cái ném đi bay ra thôi nó không cho nhập cảnh. Thì mình nhớ chứ mà nếu mà gặp như bà xã vợ của anh ta không biết nghe lời chồng dục trời sắp hàng mấy tiếng hồ luôn phải đi trường 4-5 tiếng máy bay nó xuống còn được một nó vậy ở đây khuya mình đi rồi ở đây đi đây qua bên Anh Quốc anh là bay 7 tiếng anh là 7 tiếng anh là 7 tiếng 7 giờ đồng hồ còn từ ở bên Tây Đức mà về Việt Nam nó gần hơn mình đây gần hơn mình ở Mỹ vậy nghe Lâm Diệu Trinh nói với mình vậy em cô cậu mình nói, trời ơi chị em hồi lúc mà còn gái tới nó có chồng trước mình có chồng sau gặp rồi thì xong rồi là nó đi về đi đăng ký bán kiến thức hay là đi vượt biên chắc đi vượt biên quá tàu bên chồng ấy phải là chồng đi có kể mình trời cũng nguy hiểm lắm nó kéo ra mà nhờ đóng cái tàu ơn á nó cái ông mà à, ông Lục đó cho một cái cây dài lắm, cái cây sao dài lắm. Rồi cái liền á, từ ở trước ra sao liền mũi ghe á, liền luôn. Thành ra cái sống nó không gãy, nó không bị. Người ta gáp rồi còn gãy cái này nó không gãy. Đi nói sau này cũng như là có gặp thì tạ ơn cái ông Lục cả đó mà chắc không biết còn không. Nếu không còn thì mình cúng chùa, cái chùa đó đó. Mình nói, trời qua bởi nói chuyện tới 2 giờ đêm luôn. Chồng ấy cũng vui, à, em gãy mình á, nói chuyện hai cặp. Hai chồng với kinh hai chồng mình thì cái nói chuyện luôn cái cô Tám này làm công ấy ở Việt Nam á bà Tám nói chuyện luôn trực tiếp nói là tay thăm á vui rồi lại nhà xong gỡ mấy bữa cái lại nhà Lâm chuyện Lâm ghi nói ra con đi Đức ở nay đây để chở mình đi lại chỗ nhà lâu đài tôi nói lâu đài nào nói lâu đài trắng rồi vàng nó đi rồi nói tao biết liền rồi đi rồi nói không đi tại vì mình nói mình đi Đức mình đi Đức rồi. Hà Lan đẹp lắm. Cái biểu tượng nó là cái chấm chấm á, cái chấm chấm á với mấy cục tròn tròn. Trời chụp hình nhiều lắm. Đó, chín nước mà đi chín nước trời. Bây giờ có số người đi qua tới đó là Tây Âu nha. Còn Đông Âu là như Hungary nè, Ba Lan nè. Vì vậy mà phía bên cái khối mà bên Liên Xô rồi đó lấy đó. Bây giờ trả lại rồi đó chị mình nói khác rồi này đi Âu Châu bên Âu Châu nằm phía bên đây mình nhất là đẹp nhất đó. Mình đi rồi mình để ý đẹp nhất là áo nước áo quá huyền bí đi tới cường chắc có hai vợ chồng cái anh đó ảnh ở Colorado có hai đứa gái nhưng mà em có đi xuyên suốt như mình vậy đi từ Pháp qua bên quần áo vậy mới rồi không biết từ Anh chắc là từ Anh qua Áo rồi đi về Pháp à đi vậy thôi không có đi chỗ khác thì giờ quen đó thì ảnh mới ảnh bị xỉn á trời ơi ảnh xỉn thấy sợ luôn mình mới nhớ mà bác sĩ có cho mình cái loại mà bơm đó cả nhà cũng như là mình lớn tuổi đi đâu hay có cái đầu bơm đó khi nào mà mình thấy khó thở bơm cho nó nở phổi ra
đó. Mình nhờ bác sĩ cho, mình mỗi lần mình về đó, thì nhiều khi mình nhà chưa có khi xài hỏng nó xài đó, mình cho những người già bệnh đó. Cả nhà nhớ nha, nó để hôm nào có dịp rồi mình lấy cái hộp đó ra cho cả nhà xem, mình để lẩu bác sĩ cho. Cái bị ai em mình đó út nó mình nhắn chuyện nói chứ ơi đi viện làm cái vệ sinh Dũng cái đặt đó ông Dũng nói thôi giờ chị gấp quá thôi vậy tôi cho chị cái hộp này nha, $84 đó. Nó nghe bác sĩ Dũng cho nói cái hộp này $84 là cho mình, nó ngay mình mới bệnh không có bị, đặt ra đi mình nắng quá không có bị, không có gì hết á, cái cho về trả về cho mình cho người bệnh viện làm chỗ già đó phải có cái đó. Những người già thí dụ vậy đó mà cái này là mình cứu mạng. Trời cái mình mau móc ra cho y liền. Móc ra cho cái anh đó. Nó mà anh xịt. Xịt vô có khỏe liền. Chị cứu mạng. Ở nhà thấy không? Rồi trời nó gớt anh trai không nổi. Mà ít có đi chùa nhưng mà thấy trước mắt đó. Ý là mình để dành hộ thân đó, nhưng mà thấy trước mắt người ta là mình phải cứu người ta trước rồi. Chứ cái chuyện mình này cái chuyện khác. Còn thấy trước mắt là phải lừa cho người ta cứu người ta. Kỳ như xuống Cà Mau vậy thì năm 2015 ha, chắc 2015 quá rồi, xuống như là bao chỗ cháu có ông xã mình tên có miếng là tên Thái Bình xuống dưới chị trên đường xuống mình đang đi tàu lần cho biết á, từ Gạch Giá mình đi xuống Miệt Thứ rồi đi tới dòng sông Kẹm vào đó, hồi xưa mấy em vượt biên bị bắt đó, mình có đi xuống dưới là người ta giờ nước đổ quét nước đổ tư ngộ xuống xuống Thái Bình á, cái mình đi dài vậy nè. Thì mình xuống cái ngồi trong cái tắc gán đó. Thì tại vì em rể chồng của Diệu Diệu Phương ấy nói mình, nói thôi ý rồi đừng có đi xuống Gạch Giá, ở đây đi lát tàu chạy ngang thì nó sẽ ghé vô. Thì mình không chịu là gì nè, tại sao mình không chịu? Là mình muốn gian xe taxi ra ngoài nào mình ngồi phía hơi sau, chính giữa chứ. Cũng như là thay vì 10 phần thì mình ngồi 4 phần, cũng như là số 4 đi. Ha, thì nó không bị tạt. Nếu mà đi tới đó mình ta ngồi bích thì mình ngồi trước là bị tạt ướt. Mình nghe mình nguyên nhân là vậy đó. Mình nói em dễ mình nghe, mình nói tại vì mình không muốn mà ở đây rồi còn dư với trước ngồi tạt nước. Mà tôi thì bị tạt nước là tôi bệnh lắm. Chị nói vậy. Giờ đừng ướt đâu, người trời nó gió mà nó ướt ở chứ không sao mà ướt sau lưng là bị cảm. Tại giờ đó đi mà ăn nó bị mưa gió bị cảm nó thập căng vô. Miễn điện hay sao cái chỗ mà gió không tới này mà nếu nó ướt chi mà có miếng cao su gì càng lại cột cũng được, nó miễn sao đừng ướt làm có bệnh, ướt trước ướt ở đâu cũng được mày, cái lưng cái chỗ mày cái sao mà cái ót mày nè mà ướt cái lưng nó là gì khi mà mới đi tốn hết mày tiền taxi hết 300 mấy ngàn lâu rồi cũng 2015 tới giờ 300 mấy ngàn tôi kể mà trong khi cái tàu đâu có nhiêu tiền đâu, đi 100 mấy ngàn tôi kể. Xuống dưới cái nào mình ngồi được cái phản mà không phải cái đuôi mà vừa vừa vậy đó, như là đây 10 mình ngồi tới 4 vậy nè, nó không bị tạt nước ở chỗ này nữa. Cái gặp với cái tàu cái chị đó, cái cô đó hả, cổ mắt mà đổ quét luôn, bị nhận đổ quét luôn rồi đó. Cái cổ mới nói chị ơi em đi bên Hàn Quốc, ông gái gã bển em bên bển mần, nó giữ con nó cho em đi mần, mần lâu lâu về mới cho ông xã, không biết bên đây có con không, mình cũng quên nói, mình cũng quên. Rồi bây giờ muốn đi nữa mà em bây giờ cả nhà bị đổ quét hết trơn vậy. Cái tôi nói trời ơi, tôi có thuốc nhỏ mắt ra bác sĩ cho hay lắm. Hồi xưa thì rồi tôi mua da đó 10 mấy đô. Nhưng mà sau này tôi vô thử cho bác sĩ coi cái bảo hiểm chịu không có được. Có nhớ có chữ A đầu đó, nó có gạch lần lần đổi đi hôm nào mình thấy cho cả nhà xem. Thiệt là hay vậy đó nha. Cái mình nói trời ơi, bây giờ tôi để trong vali làm sao tôi lấy được, bây giờ để tới Cà Mau đi. Tới Cà Mau rồi tôi sẽ lấy cho cô. Trời đất ơi, tắc gán hai ông này vừa xách vali lên bờ vậy đó. Mà thằng cháu thì nó đằng kia nó tới banh cái vali ngập bầu trời New York á. Dở nắp vali banh, lục lục quần áo móc kiếm mà không biết để đâu. Nó kéo cái trên vali nó kéo hết. Lục ra cái chai nó chưa mở nữa. Cái bầu trời New York xách cho vali. Trời cái... Nói cảm ơn chị quá, chị cho em số phone, em cảm ơn, nó khỏi đâu. Vậy rồi, ví dụ nhỏ hết đó, rồi đưa trong nhà, gia đình hết đó, rồi nói sớm đó. Nếu mà có ai bị đó, thì đưa cho ta nhỏ luôn nha, dặn cái gì đó. Cái về ở đâu, Cà Mau chơi vài bữa, cái lên Sóc Trăng. Nói vậy đâu, con nhỏ cháu chồng nữa, tức là em cha, em gái, cái thằng Thái Bình đó. Nó đi đâu, mới về, tôi hỏi đi đâu, về sim, nó tên Lâm Diệu Hoa đó, mà anh tiếng tiệu là Sim là Tâm mà
cái nó nói trời xíu mời nãy giờ sắp hàng quá trời, bây giờ ở đây nó nhắm mắt quá trời luôn á, bây giờ sắp hàng quá trời mà đi vô bác sĩ không được nữa. Nói vậy con bị nhắm mắt. Nói trời nãy cái xíu có về nhắm mắt, cái xíu tròn rồi. Nói trời ơi, gửi cái xíu bị nhắm mắt thì sao? Tôi nói kệ đi, cái xíu nhắm mắt thì cái chuyện nó tính sao đi. Nói thiếu máu quá, cái xíu là thiếu máu quá. Bây giờ trước mắt người ta đã quét thì mắt này đổ máu thì sao chuyện đó. Nói trời ơi, con bị, nói ra con cái xíu đâu biết con bị đâu. Bây giờ thôi giờ, như là nước nóng đó. Ừ, bỏ nước sâu vô ấm ấm rồi rửa, như xíu bây giờ chưa bị đi nhưng mà xíu phải rửa ở nhà thấy không, nếu mà nước nóng nước sâu đó bỏ muối chút vô hơi mặn mặn đó, lấy bông gòn phải chấm chấm rửa muối mắt thường xuyên á, nó không có bị nhiễm trùng. Rồi nếu mà ho đó, ho mà không có thuốc ấy, là bà bác sĩ Hân chỉ mình á, nó vợ ông bốn ho mà kêu bà không hết, ở Mỹ này hết đó. Mình chỉ tới về năm 2007 cuối 2007 bảy đầu tháng mình bị ho quá trời, bị cảm sao mà ho hỏng mình. Mà qua đây bây giờ mỗi lần về là mình đem mấy gói đây, hôm nào có việc mình mua rồi đưa cho cả nhà xem nha. Rồi mai mốt có thì người già đó nó tiêu đạm uống rồi nó hết trơn, đi về lần nào mình cũng lấy mấy hộp theo ấy. Đang gói dạng hộp 6 gói à, hộp lớn là 12 gói, hay lắm, bỏ vô nước thì là nó tan quậy uống hết. Cái này là vào trời New York chia sẻ cho cả nhà, những cái nào mà vào trời New York mình xài mà nó hết, mình nói đó cũng như là cho hữu ích, nghe là cũng xả chết nữa, cái đó là hữu ích, cái đó là hay đó. Cái mà bà bác dân người đó nói vợ bún bỏ nước sôi rồi bỏ nữa muối rồi đây Việt Nam muối hột quá quậy đều và cái nấm mắm mà đừng để nó nguội, nấm nhậm vô khò nhã ngày mình làm hai lần đi, nó sát trùng cổ, nó không có gì mà bằng muối hết trơn. Nó vậy với mình có dán mát này để hôm nào mình nấu rồi mình về mình như là mình nấu rồi cho cả nhà xem đó. Dán mát gì nó ngứa lại gì cũng hết chứ. Như chị Sáu có hổm đưa mình mấy cái hộp á, nhưng mà để mình nấu dán mát với vợ tính á, nói má ơi hồi đó mình cho không à, để mấy để kêu nó dẫn đi kỹ mua, nó thôi giờ má nấu trực tiếp đi rồi má lên vô thúc luôn kỹ bà con ta hay lắm, con tính vậy nó thăm được nó sức thuốc không hết mà cái đó hết luôn vậy hay lắm. Chỉ có ba món hả, dầu dừa băng thiến với sáp ong, có ba thứ đó thôi mình biết cách thời lượng nhá, mình để vô cứu biết nhiều người về Trung Quốc gì cứ ganh nè, nóng mát ganh mà nóng mà nó sưng nấu đó cũng hết, cái gì cũng hết hết trơn, mắt gì lá nạ con mắt bụp lên như này, mắt lèo một lèo đó như là tôm gà tôm luộc sức hai bữa hết trơn, cái này hai lần rồi đó. Hôm qua kia thấy nó ngứa mà hôm đó mình thấy mới nói với bác Vinh, bà hổng đến cho thêm cái đâu Vinh hay bệnh không có nó còn lấy sức cho cháu nó đi, nó ngứa quá. Vậy để dịp khác thì rồi chờ đi hết sẽ như là chia sẻ thêm những cái gì mà mình thấy, cái gì đúng ra là phải mời cả nhà ăn đó, tại vì mình mệt quá rồi cũng không ăn vô được nữa nè, rau rồi nè mình đó mời nè, thịt nè, thịt ba chỉ nè, tôm đó nè cả nhà, tại vì mình mệt quá rồi mình ăn vô cho đeo rau cải nè rất là ngon. Nhưng mà bây giờ bà ăn vô không ăn nổi, nhà không có cặp ra mời cả nhà được hết trơn, dạ. Chỉ uống cái này đi, mời cả nhà uống bia, ăn cho nó xuống còn xuống cái nó biết đói rồi, vậy đó, để uống miếng nha. Còn chờ bên dốt á, khi nào mà ăn đồ mà nó có mỡ dầu á, thì bà nhà bên dốt phải uống nửa lon bia. Để khi nhắc thành thói quen, mà này nước tắt con dâu nè. Còn cái này là la hăng quả của mình là cả nhà thì nhớ nha, vô chị nước bác ta mua la hăng quả, cái trái hàng tròn nãy mình thấy đó, nhớ được bóng bóng đó nha, mà nhớ rồi nếu mà có bóp được thì thằng đó chứ bóp mà nó sốt á, nó ra cái bọt bột quá trời đó mới ngon đó. Còn mình nó cứng nhắc đó là không ngon, nó chai nó không có ra màu vậy đâu, mình có làm rồi. Lần nữa vào trời New York xin cảm ơn cả nhà, đại gia đình, cảm ơn cả nhà, bây giờ gì mình mới nhớ nè, làm gì mới nhớ không thôi quên, như mấy ngón này nó đầy đủ
cả nhà, đại gia đình, anh chị em và các cháu. Em bấy lâu nay đó, luôn đồng hành cùng bầu trời bay gió với những người mới đó. Rồi các cháu rồi anh chị em các cháu mới cũng vậy, ủng hộ ấy. Thì đội trời New York vô cùng cảm kích. Thả mấy bây giờ sao mà tụt 2-3 sụp không biết, không biết sao mà tại tụt 1-2-3 sụp. Mình thấy trời mỗi lần tụt sụp đau dữ lắm. Nhưng mình đăng ký ai mình không có xóa đâu, đăng ký ở đấy luôn. Ví dụ như cả nhà mà có gì thì nhớ đăng ký rồi thì mình nói ví dụ gì đó, hay chia sẻ những người quen biết có giúp mình cho đủ 1000 sụp. Nhưng mà mình livestream chứ mà cũng có nhiều cái chương trình hấp dẫn lắm, nhưng mà mình cũng xin cả nhà cho mình bí mật chút xíu để tới đó rồi mình sẽ chia sẻ nha. Đó, đặc biệt chứ lắm chứ mình mặc dầu mặc dầu nó gió rồi lớn tuổi chứ mặc dầu nó gió cũng chịu ấy lắm, chịu làm chung vui đó không sao, tại vì con người mà sống mình chết đâu có mang theo được. Cái gì mình những ai mà giúp đỡ mình hay là ủng hộ mình thì mình phải biết. Ở đây bánh sáp đi thì bánh bi lại, nước mình hay đổ xuống cỏ thì cỏ mới xanh, ba mình có dạy. Mình chả như là có nhiều chương trình hấp dẫn nhưng mà đợi tới đủ đó đi. Nghe rất cảm ơn nhiều, khi nào ngủ thì chặt đi nặng muốn bay cuốn nào rồi chút xíu. Ok nha. Cũng như năm mới rồi, tại vì mùa xuân nè, ở đây tháng giêng là tháng ăn chơi, cũng như mùa xuân 3 tháng đó, như là xuân tân sửu. Như mình được cả nhà đại gia đình anh chị em các cháu đó, cũng như là dồi dào sức khỏe dạng sự dư ý đó, và gặp nhiều điều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi hết, luôn gặp quý nhân hỗ trợ hết mình. Ok giờ bye ha, cảm ơn nhiều. Ok bye.